Chào nhà Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được một cái hình ảnh khác của những nhân viên làm việc trong chính quyền liên bang. Quý vị, trong bản tin mới nhất mà tờ New York Post đã có cuộc phỏng vấn và đài truyền hình Newsmax đã điểm lại trong cái bài phỏng vấn của tờ New York Post trong đó, các nhân viên tuần tra biên giới Họ đe dọa là nếu như Kamala Harris thắng cử, họ đồng loạt sẽ về hưu và nghỉ không làm việc nữa. Quý vị, đây là cái bản tin mà chúng ta thấy rõ ràng là có rất nhiều những cái gọi là um, gút mắt ở trong cái chính quyền liên bang. Quý vị, các nhân viên làm việc tuần tra biên giới đe dọa là họ sẽ nghỉ việc nếu như mà Kamala Harris đắc cử. Yeah, rất là mệt mỏi vì bị tấn công bởi những cái uh, lãnh đạo của những cái cơ quan của Liên bang, à, những nhân viên tuần tra biên giới đe dọa họ sẽ nghỉ việc ở cái cơ quan này. Nếu như bà Phó Tổng thống Kamala Harris thắng cử vào tháng ngày 5 tháng 11, tôi <laughs> sẽ không làm điều này nữa. À, 4 năm giống như sống trong địa ngục. Một nhân viên đã nói chuyện như trên và nhân viên này vẫn chưa có đến mức về hưu đã nói với tờ New York Post và một nhân viên khác nói với lại tờ New York Post, nếu Harris thắng cử thì có rất nhiều người sẽ về hưu sớm và nếu cựu tổng thống Trump thắng cử thì họ có thể sẽ ở lại và cái cơ quan Hội đồng tuần tra biên giới được xem là cái nghiệp đoàn của những nhân viên tuần tra biên giới đã endorse cho cựu tổng thống Trump hiện nay là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa theo tường trình cho biết và ở bên trong thì tờ insider cho biết là các nhân viên tuần tra biên giới đã có kinh nghiệm về tình trạng gọi là gần như là trong 4 năm qua dưới chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris rất tệ hại trên 4.000 nhân viên đã rời khỏi cái uh, nhà cái uh, cơ quan của họ từ tháng 10 năm 2020 theo tường trình của tờ The Washington Examiner và có khoảng 19.000 nhân viên đang làm việc ở trong cái ca cái cơ, cơ quan gọi là bảo vệ biên giới Hoa Kỳ và việc mà tăng cường cái tiền thưởng từ 10.000 lên tới 30.000 cho những nhân viên đã về hưu quay trở lại làm việc đã không có tác động nhiều trong tình trạng thiếu hụt nhân viên. Harris và Trump đều cam kết rằng là sẽ có cái uh, giải quyết cho những cái vấn đề của nhân viên tuần tra biên giới nếu thắng cử. Trong đó thì cựu tổng thống Trump loan báo vào ngày chủ nhật vừa qua là cơ quan này sẽ được thuê mướn thêm 10.000 nhân viên và một số nhân viên đã nói với tờ uh, New York Post trong cái uh, tình trạng giấu tên nói rằng tuy nhiên thì à, bà Harris sẽ đối diện với lại cái cơn khủng hoảng về nhân viên tuần tra biên giới nếu bà ta thắng cử vào tòa Bạch Ốc chúng tôi sẽ có một cái cuộc di tản lớn bởi vì chúng tôi đã có hai mà bất kể chúng tôi đã có 20 năm à, và chúng tôi sẽ rời khỏi một cách ôn hòa và ông ta giải thích rằng là à, trong 5 năm cho tới 10 năm thì công việc này gần như là họ sử dụng tất cả những cái khả năng của họ và họ không có tìm cách về hưu sớm. Tuy nhiên thì à, điều này sẽ dẫn tới tình trạng đó nếu như bà Kamala Harris thắng cử và với cái chính quyền này, họ đã làm tất cả mọi thứ có thể làm được trong công việc của chúng tôi và tình trạng uh, uh, có thể khả trong khả năng của chúng tôi và họ không thể làm gì hơn. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo từ cái cơ quan tòa, gọi là quan thuế và tòa bảo vệ biên giới, trong đó bao gồm luôn cả cơ quan tuần tra biên giới đã tìm cách thuê thêm những cái người về tâm lý để mà có thể giải quyết tất cả những cái trở ngại của các nhân viên này. Quý vị, đây là bản tin mà chúng ta có được là họ cảm thấy rất mệt mỏi. Lý do họ mệt mỏi không phải đối diện với cái làn sóng di dân bất hợp pháp càng lúc càng đông hơn. Mà họ mệt mỏi là họ đã bị tất cả những cái quy tắc mà chính quyền Joe Biden và Kamala Harris đã đưa ra và khiến cho họ bị trói buộc rất là nhiều và bất lực. Họ không làm được. Và quý vị, điều này đã diễn ra sau khi mà ông Alejandro Mayorkas trở thành bộ trưởng Bộ An ninh nội địa, cái cơ quan tuần tra biên giới nằm ở dưới quyền quản trị của cơ quan à, gọi là bộ an ninh nội địa nằm dưới quyền của ông à, Alejandro Mayorkas. và ông này ông đã đặt ra rất nhiều những quy tắc trói buộc đối với lại những nhân viên tuần tra biên giới đặc biệt là khi mà tiếp xúc với lại những thành phần di dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới những điều họ được làm những điều họ không được làm và kết quả thì quý vị chúng ta đã chứng kiến được cái cơn khủng hoảng biên giới trong 3 năm rưỡi qua những nhân viên này họ bất lực họ mệt mỏi và họ nói rằng nếu như mà Kamala Harris thắng cử, có nghĩa là họ phải đối diện thêm 4 năm nữa, họ tuyên bố họ sẽ về hưu sớm hoặc là họ sẽ nghỉ. Như vậy đây là những cái thực trạng xảy ra đối với cơ quan tuần tra biên giới ở tại ở uh, Hoa Kỳ và cho thấy rằng là cái chính quyền của Joe Biden thúc đẩy cái chương trình DEI, tức là bình đẳng, đa dạng và hội nhập. Thứ hai là họ thúc đẩy cái gọi là công lý xã hội, tức là social justice đã dẫn tới tình trạng này, nhất là cái chương trình gọi là social justice. Social justice tức là cái chương trình công lý xã hội họ bắt tất cả những nhân viên tuần tra biên giới là không thể có những cái hành động mạnh tay cứng rắn đối với thành phần di dân bất hợp pháp. Phải có hành động đối xử giữa con người và con người. Có nghĩa là họ bắt những nhân viên tuần tra biên giới là phải tôn trọng đám di dân bất hợp pháp này không được phép làm những cái điều mà họ cho rằng là đe dọa tới, ảnh hưởng tới sức khỏe của di dân bất hợp pháp. Do đó, quý vị, nhân viên tuần tra biên giới khi mà họ đối diện với thành phần di dân bất hợp pháp, kể cả những thành phần băng đảng, họ bất lực. Họ không làm được. Tại vì cái quy tắc đặt ra họ phải tuân thủ. Rồi bên cạnh đó, quý vị, cái việc mà đặt ra những quy tắc này, rồi họ đưa cái chương trình DEI vào, tức là bình đẳng, hội nhập và đa dạng. Những nhân viên được thuê mướn không đủ khả năng nhưng mà bởi vì họ là màu da đen, họ là màu da vàng, họ là người Latino. Tại vì chữ đa dạng mà. Thì quý vị, họ được thuê mướn vào với cái tinh thần này, họ không đủ khả năng. Cuối cùng thì những nhân viên biên giới, tuần tra biên giới họ mệt mỏi. Thứ nhất là họ bị quá nhiều những cái quy tắc trói buộc họ, không để cho họ làm toàn bộ cái công việc bảo vệ biên giới. Và thứ hai là những kẻ mướn vào sau này đều đi theo cái chương trình DEI, không đủ khả năng thậm chí là quý vị vô trong đó vô trong đó làm việc còn à, lè phè nữa mà không ai dám đuổi hết thứ nhất là thiếu hụt nhân viên không dám đuổi thứ hai là họ được thuê mướn trên cái tinh thần DEI không thể đuổi việc được do đó quý vị những nhân viên tuần tra biên giới họ chán nản và họ cảm thấy rằng là họ bất lực nếu Kamala Harris lên thì sẽ duy trì tất cả những cái chính sách này tương tự như cho Biden thậm chí bà ta còn thúc đẩy cực tả hơn nhân viên tuần tra biên giới còn thiếu là không đủ cái quyền hạn nữa họ sẽ bị giảm đi quyền hạn rất là nhiều trong lúc mà bảo vệ biên giới trong hoa kỳ và quý vị nếu mà chúng ta nhìn vào cái câu nói của cái câu những cái bài phỏng vấn của tờ new york post với các nhân viên tuần tra biên giới chúng ta thấy được thực trạng của cơ quan này họ đang thiếu hụt rất nhiều nhân vật nhân viên thiếu hụt rất nhiều và những kẻ được mướn vô thì lại không qualify nhưng vì cái chương trình bình đẳng, đa dạng và hội nhập vẫn được mướn vô. Và chính vì vậy quý vị, họ mệt mỏi lắm. Mà nếu mà họ làm cái gì đó cứng rắn một chút xíu là ở trên gửi văn thư xuống cảnh cáo ngay. Không được làm như vậy bởi vì vi phạm quy tắc được đặt ra. Rồi cuối cùng quý vị, họ giống như là những cái bình bông thôi. Họ vẫn giống như những, những cái bình bông được trang trí thôi. Họ không làm được cái gì hết. Thì đây là một trong những cái thực trạng của cơ quan tuần tra biên giới. Nhưng nếu chúng ta mở rộng ra ở các cái các ngành khác của liên bang, chúng ta cũng thấy như vậy luôn. Không chỉ là cái cơ quan tuần tra biên giới. Quý vị thấy là cái hôm trước tôi có phỏng vấn tâm trương là ứng cử viên của địa hạt 8 tại San Jose. Tâm trương làm cảnh sát 20 năm mà chính tâm trương thú nhận và với cái chính sách của tiểu bang California dưới quyền của Gavin Newsom và đảng Dân Chủ. Quý vị, sở cảnh sát của San Jose không có xe để đi tuần. Và mỗi khi mà đối diện với những tên tội phạm, họ bị trói buộc rất nhiều những quy tắc. Từ việc rút cây súng ra, phải viết báo cáo như thế nào, có đúng thủ tục quy trình hay không, cho tới việc mà nổ súng cũng phải cẩn thận, tức là họ bị trói buộc rất nhiều những cái quy tắc được nhân danh là công lý xã hội, tức là social justice, họ bị trói buộc rất nhiều, quyền lực họ bị giảm rất nhiều, thậm chí là tâm trương kể là nhiều lúc quá chạy qua chôm xe của bạn đi tuần, thiếu xe, thiếu xe đi tuần, thì quý vị thấy rõ ràng là gì, quý vị, những cái cơ quan khác trong chính quyền của liên bang lẫn tiểu bang dưới sự quản trị của đảng dân chủ, nó đã dẫn tới tình trạng là có sự chán nản rất nhiều của những người nỗ lực muốn phục vụ cho dân trong cái cương vị của họ. Chưa kể những cái ngành khác quý vị. Ngay cả FBI, ngay cả cơ quan mật vụ vừa rồi cái vụ ám sát ông Trump. Quý vị thấy họ bị trói buộc rất nhiều những quy tắc. Họ bị trói buộc rất nhiều những quy tắc. Quý vị còn nhớ là cái tên mà ám sát ông Trump đó. Nó bắn ra một viên đạn đầu tiên và sau đó 10 giây đồng hồ nó bắn thêm 8 viên đạn nữa. Thì cái người sniper, à, gọi là à, counter sniper của mật vụ sau 10 giây đó mới bắn chết cái tên ám sát này. Tại sao người counter sniper đã phát hiện ra nó mà không bắn ngay tại chỗ, không bắn ngay lập tức mà đợi tới 10 giây đồng hồ sau để cho nó bắn thêm 8 phát đạn nữa. Quý vị, đó là những cái quy tắc đặt ra. Đó, đó là những cái quy tắc đặt ra. Họ phát hiện nhưng họ không được phép bắn cho tới khi có cái authorize tức là có sự cho phép của người supervisor hay người sếp của mình họ mới được quyền nhấn cò nổ súng và cái thời gian đó chậm hết 10 giây tên hung thủ đã bắn ra 8 viên đạn nữa thì quý vị thấy đây là những cái quy tắc nó đặt ra một cách gọi là à, tôi gọi là vô lý nó khiến cho những cái nhân viên mật vụ cho tới uh, FBI cho tới uh, nhân viên tuần tra biên giới họ đều bị giới hạn hết. <laughs> Và ngay cả những cảnh sát của những sở cảnh sát thuộc các tiểu bang Blue State cũng vậy. Họ bị giới hạn quá nhiều. Đó quý vị thấy cũng vì những cái quy tắc này mà chúng ta có một cảnh sát gốc Việt bị sát hại ngay tại Auckland. Đó. Bị giết chết ngay tại Auckland. Đó. Cũng chỉ vì những cái chính sách gọi là social justice. Một cái tư tưởng khuynh tả nó được nhồi nhét vào trong tất cả những cái quy tắc chính sách của chính quyền liên bang nó làm cho tất cả những cơ quan này trở nên bất lực. Họ là những nhân viên công lực gìn giữ cái an ninh trật tự xã hội và gìn giữ cái biên giới của Hoa Kỳ. Bây giờ họ bị tất cả những quy tắc này áp đặt. Cho nên họ bất lực. Họ không làm được việc gì, gì hơn hết, từ cơ quan mật vụ cho tới FBI, cho tới cơ quan tuần tra biên giới và chưa kể là những ban ngành khác. Những ban ngành khác thì nó đo, nó nó áp dụng còn mạnh hơn nữa, từ bên Bộ thương mại bộ tài chánh cho tới à, cái à, cơ quan về gọi là bảo và à, an toàn giao thông họ bị đặt ra rất nhiều những quy tắc, họ không làm gì được họ không làm gì được hết quý vị họ bất lực chính vì vậy mà tại sao cơ quan tuần tra biên giới nói rằng nếu Kamala Harris mà thắng cử thì họ sẽ đồng loạt nghỉ việc, có người sẽ về hưu sớm, có người nghỉ việc chuyển ngành khác lý do họ chỉ không nói nữa họ nói là 4 năm sống dưới địa ngục 4 years in hell. 4 năm sống dưới địa ngục. Tức là quý vị thấy cái áp lực của họ rất là nặng nề. Cái áp lực của họ nặng nề. Mà do chính sách của chính Joe Biden. Khi mà ông ta bổ nhiệm những nhân vật đứng đầu nội các. Đều là những nhân vật cực tả. Và áp dụng cái chính sách gọi là social justice và DEI. Đã khiến cho tình trạng các nhân viên của chính quyền liên bang họ thở không nổi rồi. Họ thở không nổi rồi. Chính vì vậy mà bây giờ nếu thêm 4 năm nữa họ làm sao họ chống nổi đây họ còn gia đình họ còn gia đình phải chăm sóc công việc của họ vẫn phải làm và công việc của họ thì bây giờ quý vị họ bị đe dọa sinh mạng mỗi một ngày đó quý vị thấy cái băng đảng Venezuela không nó được bật đèn xanh là sẵn sàng nó tấn công luôn những nhân viên công lực tại Hoa Kỳ nếu cần thiết và quý vị đã chứng kiến được những tên uh, di dân bất hợp pháp ở tại New York nó tấn công luôn cả cảnh sát nó tấn công luôn cả cảnh sát cuối cùng là gì nó được trả tự do. Nó được tại ngoại hầu tra, không cần phải đóng tiền beo. Và kết quả có một số tên trốn tới Arizona và California bị bắt trở lại. Trong khi đó, cảnh sát thụ động bị tấn công. Bất lực. Bất lực. Họ không làm gì được hết. Đó, quý vị thấy cái hôm mà bà Katie Honchu là thống đốc của tiểu bang New York. Khi mà xảy ra tình trạng mà tấn công một cách ngẫu nhiên trên các hệ thống xe điện trên các hệ thống xe điện đó quý vị bà ta khai triển lực lượng cảnh sát tới thì cảnh sát tới họ không làm gì được hết rồi sau đó bà ta lại khai triển lực lượng vệ binh tiểu bang tới nhưng cấm không cho lực lượng vệ binh tiểu bang mang súng chỉ đứng đó hỗ trợ cho cảnh sát thôi đây là cái cách gọi là so justice tức là cảnh sát hay là lực lượng vệ binh tiểu bang không được phép dùng vũ lực đối với những kẻ tội phạm và những kẻ bị tình nghi là tội phạm rồi chính điều này nó dẫn tới cái hậu quả là gì quý vị? Sinh mạng của những cảnh sát, sinh mạng của những nhân viên công lực trở nên nguy hiểm hơn. Và những tên tội phạm được chăm trước lại càng làm dữ hơn. Đó quý vị thấy chỉ có gì xảy ra dưới thời của Joe Biden là những cái vụ cướp trắng trợn ở những cái trung tâm shopping. Nó kéo mấy chục đứa tới cả trăm đứa nó tràn vào nó cướp công khai giữa ban ngày giữa lúc mà shopping đang mở cửa. Đang có những người đi shopping. Nó xông vào nó cướp tất cả mọi người đều đứng bất lực. Cảnh sát cũng đứt bất lực luôn. Không làm gì được hết. Không làm gì được hết quý vị. Là bởi vì cảnh sát họ bị trói buộc rất nhiều những quy tắc. Họ không được phép phản ứng. Cho tới khi mà có backup. Tức là có những người đồng đội tới đầy đủ. Lúc đó mới từ từ hành động. Thì đám này nó cướp xong nó đi hết trơn rồi quý vị. Ai bắt được nó? Đó quý vị thấy cái vụ mà gần 200 đứa nó xông vào một cái tiệm Apple ở tại Philadelphia, Pennsylvania đó, nó cướp một cách công khai luôn, rồi tại Los Angeles, rồi tại ngay tại quận cam, ngay tại South Coast Plaza, nó kéo mấy chục đứa vào nó cướp công khai ở những cái tiệm hàng hiệu nổi tiếng luôn, cảnh sát đứng bất lực, nó chưa bao giờ xảy ra trong xã hội của Mỹ cả, chỉ có 4 năm dưới thời của Joe Biden và Kamala Harris thúc đẩy những cái chính sách mà tôi gọi là cái nghị trình về uh, uh, social justice công lý xã hội nó làm suy yếu tất cả những cơ quan của liên bang. Nó giảm đi quyền lực của tất cả những cơ quan của liên bang và cả cả tiểu bang. Nó làm cho cái xã hội bị đảo lộn và tội ác tăng cao. Quý vị, đây chính là cái bản chất của vấn đề. Chính vì vậy, nhiều nhân viên trong chính quyền liên bang họ nói Kamala Harris mà thắng cử, họ nghĩ việc họ về hù sớm họ không muốn làm nữa tại vì họ chịu không nổi những cái quy tắc này bước vô làm phải tuân thủ quy tắc mà đi ra ngoài quy tắc là bị khiển trách bị chỉ trích thậm chí là bị phạt và bị truy tố ra tòa luôn ở tù luôn và những quy tắc này nó trói buộc cái quyền hành của họ nó trói buộc cái công việc của họ họ không làm được thì quý vị thấy rất rõ ràng những cái chính sách này nó đang làm suy yếu cái hệ thống công quyền của hoa kỳ làm cho tất cả các cộng đồng bây giờ tội ác tăng ở khắp nơi. Bất kỳ một cộng đồng nào, bất kỳ một cái đô thị nào mức độ tội ác lên cao mà không làm gì được hết. Đó quý vị, Second Chance California đó. California là cái nơi áp dụng cái chính sách Second Chance, cơ hội thứ hai đó. Kết quả, kết quả thì chúng ta thấy chứng kiến là gì quý vị, tội ác lan tràn. Tại vì sao? Bắt nó vô món hàng dưới 950 Mỹ kim thì chỉ là Mr. Minor, tức là tội tiểu hình không cần ở tù, chỉ làm việc cộng đồng. Nếu nó ăn cắp một món đồ dưới 950 Mỹ Kim, ngày xưa dưới 250 Mỹ Kim là mới được cái tội này. Còn trên 250 Mỹ Kim là sẽ bị truy tố tội felony, tức là tội trọng hình, bắt buộc phải ở tù. Bây giờ nó nó nâng cái số tiền lên 950 Mỹ Kim. Thì cái vị, đây là rõ ràng là mở đường cho đám tội phạm càng làm dữ hơn. Chỉ cần món hàng đó là không quá 950 Mỹ Kim. Thì nó sẽ cùng lắm là bị làm, làm việc cộng đồng thôi. Chứ đâu có ở tù. Rồi thứ hai là cái luật Nobel. Tức là một là nó, nó được, trả tự do ngay lập tức. Còn hai là bị giam cho tới ngày ra tòa. Không có tình trạng bèo. Thì những cái tội nào nó nói là là là, là không cần đóng tiền tài ngoại. Những tội nó gọi là bất bạo động. Nó gọi là unviolence. Thì quý vị, những tên trộm cắp, những tên vào nhà bị trộm cắp, những tên đập kiến xe, những tên xông vào những tòa shopping để mà lấy đồ đó, nó được quy vào cái tội gọi là không bạo động, bớt bạo động. Thì nó quý vị, nó bị bắt bữa trước, bữa sau nó được thả ra, cầm cái giấy ra tòa thôi. Nhưng mà 10 tên thì hết 9 tên đâu có ra tòa, nó trốn luôn. Kết quả là những tên tội phạm này bị bắt vô xong được thả ra không cần đóng tiền tài ngoại hậu ra. chính những cái luật lệ này chính những cái tư tưởng gọi là social justice này nó làm cho tất cả cái hệ thống nghiêm minh của luật pháp Hoa Kỳ nó bị phá tan nát hết nó bị phá tan nát hết rồi tất tất cả những tên thống đốc những tên thị trưởng ở những thành phố Plutocrat sợ trách nhiệm khi mà thành phố của họ bị uh, gọi là bạo động nhiều quá hay là tội phạm nhiều quá tổng thống đưa lực lượng vệ binh quốc gia tới nó không dám activate nó sợ trách nhiệm nó không dám activate đó Katy Honchu bà ta ra lệnh cho lực lượng vệ binh tiểu bang tới nhưng bà ta không cho phép mang súc rồi đứng đó chơi thôi làm bình bông đứng đó đứng ở các cái à, à, cái chỗ trạm xe điện để làm bình bông thôi thì tội phạm nó đâu có sợ đâu tại vì bà ra lệnh là không được can thiệp vào công việc của cảnh sát chỉ đứng ở đó thôi để cho cảnh sát làm việc lực lượng vệ binh của tiểu bang đứng giống như là một cái một cái bức tượng một cái bình bông thôi thì quý vị điều này nó không có mang tính chất răng đe mà nó càng tạo cho những cái tên tội phạm này càng hung dữ càng hung hăng hơn đó quý vị đã chứng kiến trong cả mấy năm qua những cái hành động rất hung hăng của thành phần băng đảng nhất là băng đảng từ ở à, Venezuela từ ở Colombia nó tràn qua Hoa Kỳ nó hung dữ nó hung hăng Thậm chí là quý vị thấy những cái trò gọi là à, xâm chiếm nhà cửa luôn. Tức là cái à, nó nó xông vào nó vào cái nhà nào đó bỏ trống nó ở trên 30 ngày ở New York là nó được xem là còn một trong những tenant không được đuổi nó. Muốn gì thì phải lập thủ tục trục xuất. Thì quý vị, nó xông vào nó ở một cách bất hợp pháp, chỉ cần nó ở trên 30 ngày là nó có quyền có cái quyền tenant rồi, tức là người cư trú rồi muốn đuổi người cư trú là phải mất cả 6 tháng trời lập thủ tục trục xuất nó phá tan nhát căn nhà của mình luôn so, so chết tích đó quý vị công lý xã hội đó cuối cùng người lương thiện thì phải sống trong phật phòng lo sợ còn những cái kẻ gọi là tội phạm đó thì càng lúc càng hung hăng và chính những cái điều này nó áp dụng trong những cái quy tắc của chính quyền liên bang khiến cho nhiều nhân viên làm trong chính quyền liên bang bây giờ họ chán nản Họ thấy tội ác trước mắt mà họ không cản được. Họ không cản được. Bởi vì những cái quy tắc tối buộc quá khó khăn mà chính quyền Joe Biden và Kamala Harris đã áp đặt lên các cái cơ quan của họ. Do đó, quý vị, đó là lý do tại sao mà tới ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến một cái xã hội Hoa Kỳ bị đảo lộn. Chúng ta chứng kiến một cái xã hội Hoa Kỳ bị đảo lộn. Social justice này, nó mang lại giá trị gì cho những người dân sống lương thiện? Trong khi đó, nó mang một cái giá trị rất to lớn cho những kẻ tội phạm. Những kẻ sẵn sàng có những cái hành động vi phạm luật pháp đe dọa tới cuộc sống của người dân. Thì quý vị thấy rồi đó, từ cái second chance cho tới cái social justice này, kể cả cái DEI. Quý vị tưởng tượng đi, bây giờ trong một cái văn phòng 6 người làm việc là những người có chuyên môn trình độ. Bây giờ đó, dạp, dẹp bỏ bớt. Bây giờ thuê 2-3 người khác vô, là đi theo cái dạng DEI tức là họ có màu da khác một người gốc Latino một người gốc da đen một người gốc da vàng nó vô nó gác chân lên bàn nó ngồi chơi không trong khi mình bị mất công việc thì nhiều mình phải làm một đống việc còn nó vô nó ngồi chơi không đuổi nó được không không tại vì nó được nghiệp đoàn bảo vệ nó được cái chính sách DEI bảo vệ không thể đuổi được nó vô nó làm bình bông nó ăn lương cao nó hưởng đầy đủ phúc lợi hết giờ nó về, 8 rưỡi nó có mặt, 5 giờ nó đi về. Trong khi công việc một núi thì mình phải giải quyết. Còn những kẻ được thuê mướn trong cái dạng DEI đó, thì nó vô nó lè phè. Chỉ vì nó có màu da khác mình. Và cái chương trình DEI này đòi hỏi sự đa dạng mà. Đầy đủ màu da, đầy đủ giới tính mà. Cuối cùng quý vị, nó làm cho cái công việc của người ta bị cái cái quyền lực và cái công việc người ta bị suy yếu và công việc thì dồn vô những người mà có chuyên môn nhiều hơn. Đây là cái hậu quả của cái chính sách Joe Biden và Kamala Harris đi theo cái khuynh hướng cực tả nó áp dụng trong chính quyền liên bang và nó áp dụng trong những chính quyền tiểu bang và cuối cùng hậu quả của nó tất cả người dân đều là nhận lãnh từ chuyện mà nhà bị mất cấp bị trộm cho tới việc mà con cái của mình tới trường học gặp nguy hiểm rồi mình lái xe ra đường bản thân của mình cũng gặp nguy hiểm. Rồi thấy người ta bị nạn cũng không dám giúp. Bởi vì những quy tắc. Thấy người ta bị nạn, thấy người ta bị cướp, mình cũng không đủ can đảm đứng ra mà cản lại mình những tên cướp nữa. Tại vì cản những tên cướp kết quả những tên cướp được trả tự do còn mình bị à, buộc những cái tội là tấn công người khác hay cái gì đó. Quý vị, chính những cái điều này nó đã làm cho xã hội Hoa Kỳ bị đảo lộn. Nó làm cho xã hội Hoa Kỳ trở nên bất an hơn. Và nó làm cho tất cả những cái cơ quan bảo vệ luật pháp trở nên suy yếu hơn. Và đây là lý do tại sao mà không những là lực lượng tuần tra biên giới. Mà tôi nghĩ rằng rất nhiều những nhân viên chuyên môn ở trong các ngành liên bang, họ cũng dự tính như vậy. Họ dự tính là Kamala Harris mà thắng cử là họ nghỉ hưu. Hoặc là họ rời bỏ công việc, đi kiếm công việc khác làm, không làm nữa. Mặc dù phúc lợi đầy đủ, nhưng mà họ đối diện với tất cả những cái áp lực này, họ chịu không nổi. Chính vì vậy mà quý vị, tôi đã nói với quý vị là bây giờ chúng ta chứng kiến được tất cả những gì đang xảy ra. Đó quý vị thấy, hôm rồi ở Virginia thôi, họ loại trừ ra tất cả những lá phiếu bất hợp pháp của những người không có quốc tịch. Merrick garland Bộ trưởng Tư pháp, nộp đơn kiện tiểu bang, bang Virginia ngay. Ê, anh vi phạm luật. Không thể loại trừ lá phiếu của người ta trong vòng 90 ngày trước bầu cử. Nó lợi dụng cái luật này để nó giữ lại những tấm phiếu bất hợp pháp. Nó trắng trợn như vậy đó quý vị. Nó nộp đơn kiện tiêu bang Virginia luôn đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Nó làm cho tất cả mọi thứ rơi vào vùng mù xám hỗn loạn. Và chính điều này nó dẫn tới những cái nghi ngờ của người dân là gian lận bầu cử những cái nghi ngờ của người dân đối với cơ quan chính quyền liên bang những cái nghi ngờ của người dân đối với những công ty truyền thông và nó làm cho cái xã hội con người mất niềm tin đây là cái bản chất của cái chính sách cực tả chính sách cực tả và đây là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là họ đẩy tất cả mọi thứ vào tình trạng cực đoan và bây giờ chúng ta không khác gì thế giới thứ ba chúng ta sống trong sự nguy hiểm Chúng ta sống trong cái việc mà không biết ai là kẻ phạm luật, còn ai là kẻ tuân thủ luật pháp. Tuân thủ luật pháp, làm đúng nhiệm vụ của mình, thì bị truy tố ra tòa, ra tòa ở tù rất nặng. Còn những kẻ vi phạm luật pháp thì nhỡ nhơ ở ngoài xã hội. Xã hội bị đảo lộn là như vậy. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Hy vọng bài nói chuyện này giúp cho quý vị nhìn thấy rõ là chúng ta cần chấn chỉnh lại toàn bộ cái chính quyền liên bang như thế nào để có thể có được cái sự hoạt động hữu hiệu tăng cường quyền lực cho những công lực, cơ quan công lực để chấn chỉnh và trấn áp tội ác. Nếu không thì quý vị, chúng ta trước sau gì cũng giống như những quốc gia ở thế giới thứ ba, không còn luật pháp nữa. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!